đổi trâu lấy vợ. Ngày xưa, ở một làng nọ, có một chàng trai hiền lành tên là Trà Lớ. Trà Lớ mồ côi từ bé, sống lủi thủi trong túp lều tranh rách nát. Cậu phải làm quần quật quanh năm suốt tháng mà vẫn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Đánh nó đi, con chó hoang, cho nó không dám đến đây nữa. Nè, tránh ra, sao lại đánh con chó tội nghiệp thế này chứ? Ăn đi, tao nghèo nhưng sẽ cố san sẻ bát cơm với mày. Người tốt ơi, xin mời người vào ăn cơm cho tôi biết mặt và được cảm tạ người. Rất nhiều ngày sau, Trà Lớ đi làm về đều thấy cơm canh sắp sẵn trên chiếc chõng tre. Chàng càng ngạc nhiên hơn và quyết tâm tìm ra người tốt bụng đã giúp chàng. Chàng sắp về rồi, phải nấu cơm ngon để đợi chàng. Thì ra, nàng là người tốt đã nấu cơm cho ta trong nhiều ngày qua. Vì sao lại giúp ta như vậy chứ? Em vốn là con gái một vị thần trên trời, nhưng đã phạm lỗi nặng nên bị phạt xuống trần gian. Này chàng đã cứu em nguyện đến ở bên chàng trả ơn này. Không được đâu. Tôi xấu người, lại mồ côi, nhà thì nghèo, làm sao nên vợ nên chồng cùng nàng được. Chàng không xấu người, chàng hiền lành, tốt bụng, biết thương người khác. Chàng đẹp hơn rất nhiều người. Chỉ sống bên người tốt như chàng mới giúp ta thoát khỏi hình phạt thôi. Nhưng ta chỉ sợ nàng phải chịu thiệt thòi, khổ cực mà thôi. Vậy là từ đó, cô gái trở thành vợ chàng, ngày ngày bên cạnh, nâng khăn sửa túi cho chàng. Ngày mai, chàng hãy đi chọn một chỗ đất để làm nhà. Nhà này bé quá, ta phải làm nhà to hơn. Cả chuồng gà, chuồng lợn, chuồng trâu nữa. Chỉ một đêm, em sẽ làm được thôi. Nghe nàng nói, tôi thấy lạ tai lắm. Nhà mình nghèo, gió tha hồ vào không vướng, lấy đâu ra của chìm của nổi mà làm nhà. Chàng không phải bận tâm, rồi đâu sẽ vào đấy cả mà. Tôi đã cắm cọc bao quanh miếng đất này, có đủ cả nền nhà, nền chuồng trâu, chuồng lợn như lời nàng dặn hôm qua rồi. Đêm nay sẽ có mưa to gió lớn, nhưng chàng cứ nhắm mắt ngủ yên, đừng có sợ nha. Và nhớ đừng có mở mắt nhìn, kẻo là hỏng việc đó. Trời ơi, chuyện gì thế này? Khi bị phạt đầy xuống trần gian, mẹ em đã xin nhà trời cho em được giữ lại hai phép màu. Em đã hứa chỉ dùng phép màu này với người nào đã cứu em. Cảm ơn nàng, ta mơ cũng không được sống trong cảnh sung túc này. Trời ơi, nhờ cứu một con chó mà cậu ấy được trả ơn như vậy. Nhà nó bây giờ trâu bò gà lợn hàng đàn rồi, cũng xứng đáng thôi. Tốt bụng được trả ơn đấy. Bọn ta không tin, làm gì có chuyện đó chứ. Dạ đúng rồi, chúng ta phải đến xem thực hư thế nào. Quả đúng như thế, ta phải nghĩ cách cướp đoạt nhà đó. Trà Lớ à, giàu có thế này mà lấy một người vợ xuất thân không rõ gốc tích. Người trong làng đang đồn âm cô ấy là do một con chó biến thành. Sao mày không đuổi quách vợ mày đi? Ta sẽ gả con gái đẹp của tao cho mày. Nè, tôi không cần con gái của ông, tôi chỉ cần sống với vợ của tôi mà thôi. Hôm nay chàng buồn rồi, chàng có chuyện gì nói cho em biết đi, Trà Lớ. Nhiều ngày, nhiều đêm, hôm nào, lão phú hộ và tên đầy tớ cũng tìm cách gặp Trà Lớ để nói xấu về vợ cậu. Như nước mài hòn đá, dần dần, lòng Trà Lớ thay đổi. Trước kia chàng thương vợ là thế, giờ đây cứ nhìn thấy vợ là chàng hằn học khó chịu. Ta đi ngang qua, bị một con ong đất đốt vào sau lưng, xin cô giúp ta đắp lá lên chỗ ong đốt được không? Nhà ta không có ai ở nhà, ta sợ mọi người hiểu lầm, không tiện giúp. Xin cô hãy giúp ta sắp chết rồi. Vậy xin ra ngoài sân, ta đắp thuốc cho. Ta biết ngay,
Cô thật xấu tính xấu nết. Ta không ngờ cô lại lăng nhăng với nó. Cô đi ra khỏi nhà này ngay. Chàng không phải như chàng thấy đâu. Cô đừng chần chờ nữa, đi ngay đi. Tôi không muốn trông thấy cô. Bấy lâu nay tôi vì cô mà đã phải chịu bao nhiêu lời bàn tán giễu cợt của người làng rồi. Đúng như kế hoạch của ta. Chàng nghĩ lại đi, đừng suy nghĩ điều trái điều ác nữa. Đời chàng nghèo khổ nhiều rồi. Lúc đầu em thấy chàng tốt bụng, em muốn giúp chàng đỡ khổ. Nay chàng đã bị bọn xấu làm u mê. Em nói chàng hay, em đi rồi chàng sẽ không được như vậy nữa. Lúc đó chàng hối hận cũng không kịp đâu. Thôi đừng nói nhiều nữa, cô mau bước ra khỏi cái nhà này đi. Không, sao mọi thứ lại biến đi hết thế này? Không được, tài sản của ta. Hắn đã mất hết rồi. Hắn đã trở về nghèo khó hơn, không sánh được với ta nữa rồi. Cũng chỉ vì nghe lời kẻ xấu mà ta mất cả người vợ đẹp, mất cả gia tài rồi. Trà Lớ chết đi, biến thành con Thạch Sùng. Ngày nay, Thạch Sùng hay tắt lưỡi bởi nó tiếc người vợ đẹp và tài sản đã mất. Và chiếc khăn mà Trà Lớ dùng để giữ con trâu đã dính liền vào da, biến thành một vệt trắng dưới cổ trâu như chúng ta thấy ngày nay. Sáu con không nghe lời mẹ. Các con, hôm nay mẹ sẽ dạy các con bài học về cách kiếm mồi và tự vệ nhé. Dạ. Việc đầu tiên là các con phải quan sát con mồi thật kỹ nhé. Cách nhận biết đâu là thức ăn của chúng ta, các con phải nhớ là... Anh ơi, cái này chẳng cần học chúng ta đã biết rồi mà. Mẹ thật là cẩn thận quá anh nhỉ? Ừ, em nói đúng. Giờ mẹ phải đi ra ngoài có việc. Các con hãy ở nhà học bài và tập bay đi nhé. Mẹ đi một lát rồi sẽ về ngay. Vâng ạ, mẹ cứ yên tâm đi. Hãy nhớ là chỉ được đi lanh quanh gần đây thôi nhé. Dạ. Mẹ đi vắng rồi, hay là chúng ta ra ngoài chơi đi, rồi tranh thủ kiếm mồi. Đúng đấy. Rồi mẹ sẽ bất ngờ về anh em ta. Vậy ta đi thôi. À, có thức ăn rồi. Đâu, đâu hả anh? Kìa kìa, ngay trước mắt em đó. À, để em xuống đó bắt nha. À! Buồn cười quá. Có mổ con dung mà cũng không nhằm trúng đích thì còn nói làm gì. Hãy xem anh đây, sáo nâu. Đấy, bắt mồi phải thế chứ. Nó bám chặt vào cây lắm, anh phải cố sức mới lấy được nó ra đấy. Anh siêu quá. Gì thế này, rễ cây ư? Trời, hóa ra anh vô nhầm. Chán quá, giờ nó lủi vào hốc cây rồi còn đâu. Rõ là lũ ngốc, bắt mỗi một con giun mà còn không bắt được, thế cũng đòi đi kiếm mồi. Này ta được bữa thịt thơm ngon rồi đây. Mà lại không phải một con, mà là hai con sáo béo mập nữa chứ. Nhưng ta không thể bắt một lúc hai con được. Bắt con này thì con kia sẽ bay mất. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Ông ấy là ai thế? Anh không biết, nhưng trông ông ấy thật oai phong. Hay là chúng ta nhờ ông ấy chỉ cách bắt những con giun kia? Ừ, hay đấy. À, rõ là bọn sáo này không học bài học về loài mèo. Sát thủ của loài sáo sao? Cơ hội ngàn năm có một cho ta đây rồi. Ta sẽ nhẹ nhàng ăn thịt từng đứa một. Chào hai nhóc, hôm nay trời đẹp quá đúng không? Ông là... Các nhóc không biết ta ư? Ta chính là thần rừng cai quản khu vực này. Thần rừng ư? Vậy chắc hẳn là ông có thể giúp chúng cháu bắt những con giun trong hốc cây kia đúng không ạ? Được chứ,
Việc đó dễ như không ấy mà. Nhưng mà trước tiên, hai nhóc phải tạm lánh vào trong hốc cây kia đã. Ta không được để ai nhìn thấy lúc ta bắt mồi. Được ạ, chúng cháu sẽ chui vào trong đó xem. Giờ thì chúng mày không thể thoát được rồi. Không, sáu em mau bay ra khỏi hang, nguy hiểm. Chúng ta trở về tổ thôi. Các con có biết đó là ai không mà đi theo như vậy? Mẹ ơi, đó là thần rừng đấy. Thần rừng cái gì chứ? Đó là mèo rừng, là kẻ thù số một của loài sáo chúng ta. Hả? Mèo rừng? Chúng con... Hắn định dụ các con vào hang để ăn thịt từng đứa một đấy. Trời ơi, chỉ muộn một chút nữa thôi là các con đã ở trong bụng của hắn rồi. Vậy mà chúng con cứ tưởng... Các con còn nhỏ, muốn trưởng thành thì phải học hỏi rất nhiều. Giờ đã thấy hậu quả tai hại của thói lười biếng không chịu học hành chưa? Mẹ ơi, tại chúng con đã không nghe lời mẹ, mẹ tha lỗi cho chúng con nha. Vậy thì từ sau, các con phải thật chăm chỉ học kiếm mồi và nghe lời mẹ để tránh gặp nguy hiểm nghe không? Dạ vâng, thưa mẹ. Tên bợm mắc bẫy. Thế này chắc cũng mua được 3-4 con heo con để gây giống rồi. Người bán heo giống ở đây đã về rồi hả chị? Vâng, về một lúc rồi. Ông tìm mua heo giống đúng không? Dạ đúng rồi, tôi muốn mua mấy con heo con về nuôi. Mà ra muộn quá, hết mất rồi. Tôi còn con heo giống bán đấy. Thế đâu cho tôi xem đi. Đi theo tôi. Đây, heo đẹp thế này cơ mà. Mau trả tiền cho tôi đi, tôi lấy 4 đồng thôi. Vâng, đúng là heo giống rất đẹp. Xin gửi anh tiền. Chà, lũ chúng mày thật là đẹp làm sao. Ta sẽ phải cố gắng lắm mới mang được hết chúng mày về nhà đây. Dừng lại, anh kia, giữa ban mày ban mặt, dám ăn trộm heo hả? Nhà chị nói vậy nghĩa là sao? Tôi vừa mới mua được của người ta mà. Người ta nào, heo này tôi đem của nhà đi bán. Vừa đi có tí việc mà anh đã nhận sằng bậy. Các ông các bà làm chứng cho tôi, đây là heo của tôi. Đúng rồi, chị ta đứng bán từ sớm mà. Trời ơi, thế là thế nào? Rõ là vừa có một người đàn ông bán cho tôi mà. Vậy có khi nào anh bị thằng đại biệp ở chợ này nó lừa rồi? Có phải cái gã cao cao, gầy có ria mép không? Đúng rồi. Thế thì đúng anh bị lừa rồi. Thôi, lần sau phải cẩn thận hơn. Ở đây bao nhiêu người bị hắn lừa rồi đấy. Trời ơi là trời. Trời ơi, ông đúng là có phải ít tiền đâu cơ chứ. Tôi có biết đâu lại gặp phải tay đại bợm. Mẹ, đừng trách ba nữa. Chỉ tại tên đại biệp đó quá xảo trá thôi. Con đã có cách lấy lại tiền cho ba mẹ. Con ư? Vâng, ba mẹ cứ tin ở con. Chỉ một mẹo nhỏ mà lấy được bao nhiêu tiền của tên ngốc ấy. May quá, túi thủng, tí nữa là mất rồi. Vàng ư? Dạ, xin cho cháu hỏi, chỉ vàng này giá bao nhiêu ạ? Vàng này là vàng thật đấy, chỉ này bán được 10 đồng cháu ạ. Thôi, bác mua rẻ quá, cho cháu xin lại đi. Nhẫn này là báu vật từ thời tổ tiên để lại, phải đắt hơn nữa cháu mới bán cơ. 10 đồng mà nó còn không bán, hẳn đây là nhẫn rất quý, nhất định mình phải đoạt lấy mới được. Thằng kia, nhẫn quý như thế mà không biết giữ, nghịch như trò chơi của nó vậy. Thôi chết, rơi mất nhẫn quý rồi. Phải xuống mò lên thôi. Không được, phải về gọi ba mẹ xuống mò mới được. Đúng là trời cho ta rồi. Đâu rồi nhỉ? Tìm thấy rồi, phát tài rồi. Trời ơi, quần áo, tiền của ta, ai đã trộm mất rồi? Dám trộm đồ của đại biệp ta, thật là to gan mà.
Nhưng thôi, chỗ tiền ấy có là gì so với cái nhẫn này, vẫn còn lãi chán. À, cho tôi bán chiếc nhẫn này với. Đây có phải là nhẫn vàng đâu. Hả? Đây là nhẫn đồng mạ thôi mà, đem về làm đồ chơi thôi. Ông xem lại đi, 5 đồng tôi còn không bán ấy chứ. Thôi đi đi, đừng có đem cái đồ giả đi lừa bịp người khác. Sao lại thế chứ? Ba mẹ xem đi, con đem bạc về đời đây này. Đáng đời tên ăn trộm kia tưởng mò được vàng thật, nhưng vàng thật đây cơ. Con trai giỏi quá. Còn ông nhớ đấy, lần sau đừng để bị người ta lừa nữa đấy nhé. Tôi nhớ rồi, bà yên tâm đi. Đóa hồng không nở. Ôi chao, thời tiết hôm nay mới dễ chịu làm sao. Đúng vậy, sắp sang thu có khác. Chào các bạn hoa xinh đẹp, chúc các bạn một buổi sáng tốt lành. Chào bạn bướm. Mấy nay 10 giờ nhắc tới bạn suốt đấy. 10 giờ ơi, cậu đã héo rồi sao? Phải, mình đã có những ngày thật đẹp, giờ hoa đã tàn. Nhưng không sao, mình đang lấy nhựa từ đất, chẳng bao lâu nữa sẽ lại cho ra những bông hoa đẹp đẽ thôi, các cậu chớ buồn. Thật rõ là dở hơi, tội gì phải khổ như vậy cơ chứ. Mau mau nở cho mọi người ngắm, rồi lại nhanh chóng rụng rơi trở về với đất. Rõ là mình thì mình chẳng ngốc như thế đâu. Hồng Nhung, Hồng Nhung, cậu vẫn chưa dậy sao? Tớ thấy cậu ra nụ lâu rồi mà. Còn đợi gì nữa mà chưa bung nở để làm đẹp cho ngôi nhà của chúng ta chứ Hồng Nhung? Tội gì phải nở chứ? Thà rằng cứ nụ như thế này, nở rồi chẳng phải một hai hôm sẽ phải tàn sao? Ủa, Phi nghĩ gì lạ thế? Hoa thì phải nở làm đẹp cho đời chứ. Thế nào là phải nở chứ? Đúng là suy nghĩ của những kẻ ngốc nghếch. Tôi chả dạy gì mà phải thế. Tôi sẽ không nở. Có như thế tôi mới không bao giờ chịu cảnh những cánh hoa tàn rơi lả tả thế kia cả. Ôi chao, mấy ngày nay ta bận quá, không ra thăm chúng mày. Mà chúng mày khác quá, chúng mày đều đã nở thành bông hoa rực rỡ xinh tươi rồi. Ôi chao, mát quá. Chao ơi, Hồng Nhung, chắc nay mai thôi là mày sẽ nở thành những đóa hoa rực rỡ. Kêu Sa, hãy theo ta vào trong phòng để tô điểm cho phòng khách nhà ta nhé. Là hoa hồng phải không ba? Phải, Hồng Nhung đó con. Chỉ độ một hai hôm nữa thôi là những bông hoa này sẽ nở thật đẹp cho coi. Hoan hô, hoan hô. thích quá đi. Nào, ra ngoài đây, cha sẽ giảng giải cho con nghe về từng loài hoa trong vườn nhà ta nhé. Dạ, vâng ạ. Đấy, vì chưa nở nên mình đã được vào đây, ở trong cái phòng sang trọng đẹp đẽ này chứ. Những bông hoa ngốc nghếch ngoài kia sao có thể ở đây được cơ chứ. Mình sẽ mãi mãi như thế này, sẽ chẳng nở thêm nữa. Cha bảo là một hai hôm hoa sẽ nở, mà con có thấy gì đâu. Những bông hoa đẹp biết bao, đáng tiếc là lại không nở được. Có lẽ là nó bị sâu bệnh rồi, đành phải bỏ đi thôi con à. Ôi, ôi, dừng lại. Đó, nếu cậu chịu nở thì giờ có phải đang là những giây phút đẹp đẽ, ý nghĩa nhất của cậu rồi không? Tôi những tưởng không nở thì sẽ lâu bị tàn, ai ngờ là kết cục lại thảm như thế này đây. Niềm hạnh phúc của loài hoa chúng ta là được nở để tô điểm cho đời. Sự sống ngắn ngủi nhưng vì thế mà ý nghĩa hơn.
Cho dù cậu có may mắn được sống lâu hơn, thì sự tồn tại ấy cũng thật nhạt nhẽo, vô vị làm sao. Hóa ra cuộc sống đẹp hơn là vì được cho đi, vì được cháy hết mình, chứ không phải vì ích kỷ nghĩ đến bản thân. Chuyện chàng ngốc. Đói quá à, từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ bụng. Thử linh tỉnh một buổi xem thế nào. Ai dè cũng chẳng sơ muối được gì. Thời buổi này kiếm ăn sao khó quá. Chúc mừng gia đình, chúc mừng gia đình. Xin mời mọi người cứ dùng tự nhiên cho. Văn lợi nhà tôi đổ phó bản, đúng là rạng danh cả họ. Nay là ngày quan phó bản đi nhậm chức, xin mời mọi người nâng chén chia vui cùng gia đình. Chúc mừng gia đình. Hay quá, có cách rồi. Theo tôi vào đây. Nhưng ta đâu có quen nhà người ta, tự dưng sao vác mặt vào được chứ. Đừng có nói nhiều, cứ theo tôi. Ôi, xin chúc mừng gia đình. Chúc mừng người bạn đồng môn thân thiết của tôi. Ai thế nhỉ? Tôi cũng không biết. Xin hỏi, chẳng hay hai anh là thế nào với Văn Lợi nhà chúng tôi? Dạ, chẳng giấu gì bác, chúng cháu với con của bác trước cùng lên kinh ứng thí, tình cờ gặp gỡ rồi kết bạn tâm giao, đã từng cùng chia nhau chén cơm manh áo, ngủ chung giường, tình cảm vô cùng thắm thiết. Ồ, ra vậy, quý hóa quá. Xin gia đình thứ lỗi, hôm nay chúng cháu tình cờ đi ngang qua đây mới biết tin, thành ra chẳng kịp chuẩn bị quà cáp gì, mạo muội vào để có lời chúc mừng người bạn đồng môn thân thiết. Hai cháu đừng khách khí, có gì đâu. Tiện đây gia đình có mâm cỗ mọn, mong các cháu đừng từ chối. Ơi, được ăn cỗ thật hả? Anh siêu thật đấy. Mỗi gánh khoai mà Bu cũng bắt mang lên tận chợ tỉnh bán, chẳng biết có lãi được đồng nào không. Chỉ thấy mệt bở hơi tay ra, từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng. Khổ cái thân tôi quá. Đã từng cùng chia nhau chén cơm manh áo. Ồ, ra vậy, quý hóa quá. Ơi, hay quá, cơ hội đây rồi. Cứ bắt chước theo anh ấy, thế nào ta lại chẳng được một bữa no. Chúc mừng. Xin chúc mừng gia đình. Ồ, xin cảm ơn cậu. Xin gia đình thứ lỗi, hôm nay tôi tình cờ đi ngang qua đây mới biết tin, thành ra chẳng kịp chuẩn bị quà cáp gì. Đâu có sao, chuyện ấy thì quan trọng gì chứ. Phải đấy, mà để tiện xưng hô, chẳng hay anh là... À, chẳng giấu gì cô chú, cháu với con của cô chú tình cờ gặp gỡ rồi kết bạn tâm giao, đã từng cùng chia nhau chén cơm manh áo, ngủ chung giường. Tình cảm của chúng cháu phải nói là vô cùng thân thiết. Hả? Dạ, đúng vậy. Cái gì? Dạ. Anh nói gì hả? Hôm nay là ngày xuất giá của Ái Liên con gái ta, mà anh dám nói từng ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, tình cảm vô cùng thắm thiết với con gái ta sao? Người đâu? Dâng cho hắn một trận cho ta. Dám phỉ báng, bôi nhọ thanh danh con gái ta. Ôi, sao thế? Sao thế? Á! Ôi, ôi, tha cho tôi đi mà. Tha cho tôi. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.